Thưa quý vị và các bạn, suối nước nóng Ca Lu là một điểm nhấn đặc biệt trong khu du lịch cộng đồng Ca Lu ở xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông. Nơi đây từng thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng. Thế nhưng do những ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đặc biệt là thiên tai cuối năm 2020, suối nước nóng Ca Lu đã bị phá hỏng hoàn toàn và đang đứng trước nguy cơ khó có thể khôi phục lại hoạt động du lịch như trước đây. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nhìn vào những hình ảnh này, rất khó để có thể hình dung được đây từng là suối nước nóng đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan nghỉ dưỡng cách đây 2 năm. Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2020, đất đá đã vùi lấp các bể nước nóng, làm hư hại các ống dẫn nước và đánh sập nhiều lán trại tại đây. Cho đến nay, hiện trạng này vẫn chưa được khắc phục, gây nên khó khăn cho cộng đồng các hộ dân làm du lịch ở xã Đắk Cơ Đông. Thì tôi một hộ gia đình cũng đã từng tham gia trong khu du lịch 2 năm vừa rồi, đi vào hoạt động rất là tốt. Thì lý do cũng do thiên tai, lụt bão, rồi cả cái công trình cũng bị xuống cấp. Thứ ba nữa thì do dịch bệnh COVID-19 tức là không tập trung được đông người, nên tạm thời là trong hộ gia đình đó, tạm thời nghỉ. Tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng suối nước nóng Ca Lu có 4 nhóm hộ với gần 20 thành viên. Ban đầu khi mô hình này đem lại hiệu quả, bà con ở đây rất phấn khởi. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tai và tình hình dịch COVID-19 khiến hoạt động ở đây bị ngưng trệ, nhiều nhóm hộ đã có ý định rút lui khỏi mô hình vì cơ sở vật chất đã bị hư hại nghiêm trọng. Bà con rất là muốn tiếp tục cái hoạt động này, nhưng bước đầu là rất khó khăn vì cơ sở vật chất đã không còn cả cái chòi như những ngày trước chúng ta mới bắt đầu để làm và để cho dân cho du khách ngồi. Nhưng bây giờ họ mong muốn là cấp trên cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho chính quyền địa phương để làm sao đó trong thời gian tới cũng hướng dẫn cả cái nhóm cùng thực hiện để đưa cái du lịch của xã nhà ngày càng đi lên và đại diện cho cái hoạt động cộng đồng của huyện Đắk Rông nói chung và của tỉnh Quảng Trị nữa. Tại xã Đắk Cơ Đông, suối nước nóng Ca Lu là một phần của khu du lịch cộng đồng Ca Lu đã được Ủy ban Nhân dân huyện và dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ nhiều năm trước. Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn trong văn hóa du lịch của huyện Đắk Cơ Đông nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung. Nếu để so sánh khu du lịch suối nước nóng Ca Lu bây giờ với những năm về trước, thì hình ảnh đã hoàn toàn trái ngược. Còn du lịch thì là một khái niệm quá xa vời với người dân và chính quyền địa phương. Dẫu rằng dịch COVID-19 đang gây những ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch của tỉnh Quảng Trị, nhưng nếu không tận dụng thời gian này để tu bổ và đầu tư lại những công trình hạng mục thiết yếu và tiềm năng như khu du lịch suối nước nóng Ca Lu thì khó có thể khởi động lại hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng ở đây hậu COVID-19.